Xin chào các bạn, chào mừng trở lại với kênh Sâu Review. Các bạn xem video hãy giúp Sâu một like, share, comment và đăng ký kênh nhé. Cũng đừng quên nhấn chuông theo dõi để nhận được các video mới sớm nhất. Chuyện đồ đệ của ta đều là đại phản phái, tập 309, Giang Ái Kiếm tò mò. Có chút không nhịn được lên tiếng, đi qua nhìn xem một chút, hắn cùng với mọi người lập tức đi ra bên ngoài, thời điểm này liền chứng kiến được công kích từ trên trời giáng xuống của tên cao thủ đại nội kia. Hai tay cầm kiếm, bao vây lấy kiếm cương hùng hậu, Giang Ái Kiếm nhìn cảnh này thì nghi hoặc, chẳng lẽ là có thích khách sao? Oanh, kiếm cương rơi xuống nhìn cảnh này lục châu nhíu mày vì vậy liền lên tiếng đi qua đó nhìn xem một chút giang ái kiếm cảm giác được khí tức của lão tiền bối có chút biến hóa nhìn mà hồ nghi nhưng cũng không dám trái lời mang theo lục châu hướng về phía thuận thiên uyển đi tới đụng phải những binh sĩ đang canh giữ bên ngoài giang ái kiếm lập tức quả quyết móc ra lệnh bài hoàng thất tên binh sĩ kia nhìn thấy thì trở nên kích động lắp bắp đại nhân ngài ngài là người trong hoàng thất à suỵ giang ái kiếm ra hiệu cho hắn đừng lớn tiếng thấp giọng dặn dò bản quan phụng mệnh lệnh bệ hạ hành sự trong bóng tối bảo hộ thái hậu tên binh sĩ lập tức gật đầu như bổ củi vâng 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 đại nhân mời ngài còn hai vị này là hắn chỉ về phía lục châu và tiểu diên nhi giang ái kiếm lập tức âm trầm nét mặt hửm ừ, ngươi xứng để hỏi sao tên kia rén liền tiểu nhân không dám mời vào bên trong mời vào bên trong thế là nhờ mưu hành kế bẩn của giang ái kiếm ba người thuận lợi đi vào bên trong thuận thiên uyển lục châu cơ bản đều đã quên mất mình từng đưa cái lệnh bài hoàng thất này cho giang ái kiếm không thể không nói cái tên tiểu gia hỏa giang ái kiếm này cũng là người rất thông minh này số nhanh Ba người đi tới gần, không có thời gian quan sát thái hậu cùng với Triều Nguyệt. Nhờ cái công trình kiến trúc bị phá hủy kia, ánh mắt quan sát bên trong cũng trở nên rõ ràng. Xung quanh không có bất cứ cái kiến trúc nào còn được nguyên vẹn, nhưng mà bây giờ trên đó lại có một đống cây cối bao phủ. Những đám tu hành giả đang hóng hớt xung quanh vẻ mặt tràn đầy kỳ quái, không hiểu cái chuyện quần què gì đang diễn ra ở đây. Cái tên cao thủ đại nội ngũ diệp pháp thân kia, tựa hồ cũng không có động tĩnh gì, lúc này, Thuận Thiên Uyển Lâm vào yên tĩnh. Lực chú ý của tất cả mọi người đều dán vào cái trận chiến trên không trung không biết cái tên đệ tử thứ tư đến từ ma thiên các kia minh thế nhân là còn sống hay đã đi bán muối đột nhiên oanh một tiếng đất đá trước mặt khói bụi ầm ầm tàn ra những cái thanh mục kia liền bạo liệt minh thế nhân phóng từ bên dưới phóng lên đột nhiên con hàng mặt vuông hét lớn bùng chiếu ha -ky bùng nổ rồi đám đông lập tức nhìn hắn như một thằng ngốc chỉ có tiểu diên nhi vẻ mặt bố đời ngước nhìn lên trời từ bên trong thanh mộc xuất hiện một tòa pháp thân tam diệp phía bên trên tam diệp pháp thân minh thế nhân đang cấp tốc bay nhanh xông phá về phía chân trời ly biệt câu trong tay hắn cũng tách ra quang mang chói mắt từ bên dưới kim liên hướng về phía ngoài mà bay tới hơn nghìn đạo kiếm cương cũng nương theo ly biệt câu mà công kích lý vân triệu nhìn thấy cảnh này cũng chừng mắt ngạc nhiên không hổ là đệ tử ma thiên các dùng pháp thân phun ra cương nhận phối hợp với thiên giai vũ khí cái uy lực của chiêu này đáng sợ a à? ngay cả lý vân triệu hắn cũng không dám coi thường chủ động vung tay bày ra nhất đạo cương khí ngăn tại phía trước thân thể thái hậu để đề phòng bất chắc chỉ bất quá đây cũng là lo lắng dư thừa mà thôi một cái chiêu nay của minh thế nhân rõ ràng là dành cho cái tên cao thủ đại nội ngũ diệp pháp thân muốn cho hắn đi bán muối kia. một người khác cũng lập tức phóng ra cương khí bay lên pháp thân mở ra trong giây lát hơn một ngàn đạo cương nhận được chặn lại hùng hổ hét lớn. không ai có thể sống sót trước kiếm chiêu của ta nhưng mà ly biệt câu chính là thiên giai vũ khí giống như là một cái móc câu sạch qua pháp thân của tên cao thủ kia. vụt một tiếng ly biệt câu bay về trong lòng bàn tay của minh thế nhân cơ hồ không ai thấy rõ ràng cho lắm. cái tên cao thủ ngũ diệp kia rơi xuống mặt đất hai mắt trừng lớn trên thân lưu lấy vết máu. nhìn cảnh này hai đồng dâm mạc ly và nhị hoàng tử kẻ cao mày người co rụt con mắt lại kinh ngạc trước sức chiến đấu kinh thiên của minh thế nhân tứ hoàng tử vẻ mặt không cảm xúc còn mặt vuông thì mắt tròn mắt dẹt dường như rất ngưỡng mộ lục châu chứng kiến cái cảnh này khẽ vuốt râu gật đầu hài lòng tiểu diên nhi thì hưng phấn vô cùng xém chút thì nhảy dựng lên may mắn bị lục châu nhẹ nhàng ấn xuống giang ái kiếm cũng thấp giọng tán thán lão tiền bối cái tên đồ đệ này của ngài không đơn giản a à, tam diệp pháp thân lại có thể chém bay màu ngũ diệp cao thủ cái này giống như đang nằm mộng vậy hắn thầm nghĩ cùng là tu hành giả rất rõ ràng là bên trong nguyên thần kiếp cảnh cách nhau mỗi một diệp thì tu vi đã có trên lệch rất lớn ngay cả lục châu cũng không nghĩ tới câu mày lúc trước nhớ rằng con hàng này mới chỉ là nhị diệp sau khi đi chơi một thời gian đã tăng lên đến tam diệp rồi sao ở bên kia minh thế nhân một kích đắc thủ lau đi tiên huyết trên khóe miệng cấp tốc hướng bên ngoài bay đi đừng có lại truy theo lão tử đòn sát thủ của lão tử vẫn còn một đống đấy nhé lúc này sắc mặt mạc ly âm trầm ra lệnh khai trận minh thế nhân thì vẫn đang cong đít muốn chạy về phía bên ngoài cương khí bùng nổ lúc này tu hành giả ở bốn phía lần lượt bắt đầu chuyển động khai trận sao giang ái kiếm nghi hoặc lắc lắc cái đầu cái con hàng mặc ly này vốn là vu thuật tu hành giả bày ra vu thuật trận cũng là điều bình thường mặt vuông tiếp tục múa mỏ giang ái kiếm cũng phụ họa theo giải thích bất quá để cho người khác phải hiếu kỳ chính là lẻo cái này vì sao lại không phải người tiếp tục truy sát minh thế nhân chứ lúc này lục châu cũng đảo mắt như giang lạc muốn tìm hiếm thân ảnh của lãnh la nhưng làm sao mà không có thấy bất kỳ tung tích nào chứ sau đó lại nhìn về mặc ly khai trận thì khai trận đi dù sao thì vu thuật cũng méo ảnh hưởng gì với lão phu cả ngược lại có lợi cho lão phu hạ thủ dù sao lần này cũng mang theo bạch trạch đi nó có khả năng khắc chế hoàn toàn vu thuật lục châu khẽ vuốt dâu chờ đợi trận pháp của bọn chúng hình thành giang ái kiếm duỗi cái ngón tay cái ra vuốt mông ngựa tên đồ đệ kia của ngài vô cùng giả hoạt cái này sợ rằng sẽ chạy mất rồi tại bên phía bắc của thuận thiên sơn trang bên trong một cái lầu các hai tầng hàn ngọc nguyên nhìn xem minh thế nhân đang lao vút đi kia nhẹ giọng nói tư giáo chủ cái tên tứ sư huynh này của ngươi giảo hoạt hơn ngươi nhiều biết giấu thực lực bất quá đáng tiếc là hắn đồng dạng cũng chạy không thoát được ngươi có ti không tư vô nhai lắc đầu ta thì lại không cho là như vậy nếu như ngươi cho rằng là như vậy thì đối với vị tứ sư huynh kia của ta quả thực là không hiểu rõ rồi nghe vậy hàn ngọc nguyên ánh mắt có chút tò mò nhìn tư vô nhai lúc này tư vô nhai cũng rất thẳng thắn ám võng của ta trải khắp thiên hạ cũng đều không có nắm chắc có thể tóm cổ được vị tứ sư huynh này của ta nhưng mà hàn ngọc nguyên vẻ mặt khinh thường ây ra đường đường giáo chủ ám võng cũng có thời điểm khiêm tốn như vậy sao bất quá ngươi là người sợ rằng ngươi còn là không biết vì cái gì mà người bên trong hoàng thất đều thích tới bãi săn bắn nhữ bắc này điều này đã khơi gợi sự tò mò của tư vô nhai ồ vì cái gì vậy hàn ngọc nguyên chỉ về phía bên ngoài cửa sổ ngươi nhìn đi thành nhữ bắc lớn như thế hắn như thế nào có thể trốn được chứ vừa dứt lời thì ông một tiếng những cái âm thanh kỳ quái vù vù vang lên từ chỗ lầu các này có thể nhìn rõ ràng trên tường thành của thành nhữ bắc giống như đang có một lớp năng lượng trong suốt như băng mỏng đang cộng hưởng rung động trên bầu trời phong vân biến sắc cùng phong thổi qua thành nhữ bắc dân chúng bên trong thành vô cùng kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lên bầu trời không phải giống như tu hành giả bình thường cái này cũng chỉ cảm thấy thời tiết đột nhiên trở nên xấu đi giống như là xét đánh trời chuẩn bị mưa mà thôi còn những cái khác thì không có cảm giác mà những tu hành giả kia thì lại cảm giác được đặc biệt buồn bực minh thế nhân kinh ngạc nguyên khí đang bị ngăn cách sao lại như thế này chứ đám tu hành giả phát hiện ra dị thường lần lượt ngẩng đầu nhìn lên bầu trời bọn hắn bây giờ đã vô pháp có thể điều động được nguyên khí trong thiên địa bốn phía thuận thiên sơn trang giống như đột nhiên xuất hiện một cái bình chướng đám tu hành giả đang hóng hớt ở xung quanh thấy cảnh này lập tức bỏ né nhượng bộ lui binh cái chỗ này chính là địa bàn của hoàng thất ai dám có dũng khí mon men tới gần được chứ huống hồ ở xung quanh còn có rất nhiều binh sĩ đang canh gác còn lúc này bên trong thuận thiên uyển đám người đều ngẩng đầu nhìn thiên không giang ái kiếm tiểu diên nhi lục châu đều cảm thấy chỗ dị thường giang ái kiếm vẻ mặt lúng túng cái này không phải vu thuật đại trận mà tựa hồ như là thập tuyệt trận a lục châu ở một bên vuốt dâu một bên nhìn xem nhẹ giọng hỏi thập tuyệt trận chính là đại trận duy nhất của thần đô vì cái gì mà chỗ này cũng có vậy giang ái kiếm sắc mặt đam chiêu toát mồ hôi đứt. đây chỉ là phục chế trận mà thôi chỉ có được một loại uy lực bên trong thập tuyệt trận mà thôi tiểu diên nhi lúc này sắc mặt khó coi nói thầm sư phụ con giống như vô pháp điều động được nguyên khí giang ái kiếm lập tức lên tiếng nhắc nhở đừng thử hết thảy nguyên khí đều đã bị ngăn cách rồi cái này chính là một trong những uy lực đáng sợ nhất của thập tuyệt trận lục châu nghe xong bất động thanh sắc trong bóng tối âm thầm điều động nguyên khí quả nhiên là rỗng tuếch không có bất cứ động tĩnh gì cả còn phi phàm lực lượng của thiên thư thì sao lục châu lại lần nữa nếm thử lập tức một cỗ cảm giác mát dựa truyền khắp toàn thân lục châu thấy thế thì nội tâm nhúc nhích vui mừng cái loại cảm giác này giống như là đang ở bên trong sa mạc tìm được nguồn nước uống méo mó có ít còn hơn không nếu như vậy thì cả cái thuận thiên sơn trang này đã biến thành một cái lồng giam ngăn cách với bên ngoài phàm là người ở bên trong sơn trang bây giờ đều đã biến thành người phàm mà thôi nhiều nhất thì cũng chỉ là nhục thân so với người bình thường mạnh hơn một chút mà thôi vậy thì nơi này cứ giao cho con hàng lãnh la kia đi lục châu chuẩn bị để giang ái kiếm dẫn đường rời đi thì đột nhiên lối vào của thuận thiên sơn trang truyền tới thanh âm ai ui các ngươi thật là không có lương tâm mà ta thế nhưng là sư huynh của trương nguyệt công chúa nhà các ngươi đó đừng có thô lỗ như thế nhanh buông tay đi thì ra là hai cái tên tướng quân cơ bắp cuồn cuộn mỗi người một bên sách nách minh thế nhân như gà con mang tới minh thế nhân cuối cùng thì cũng không thể chạy thoát được bị hai cái tên tướng quân kia hướng về phía trước ném đi một cái nhìn cảnh này mạc ly nở nụ cười cười đến sán lạ nhẹ giọng múa mỏ đây chính là thập tuyệt trận không nghĩ tới sao lý vân triệu hơi kinh hãi nhíu mày sắc mặt của trương nguyệt cũng biến hóa trở nên âm trầm mạc ly đắc ý lên tiếng bố đời bên trong thập tuyệt trận chúng sinh bình đẳng đám binh lính thì vẻ mặt thản nhiên nhìn cảnh này có tên còn khẽ nhếch mép cười mặt vuông lập tức thuyết minh những binh sĩ tướng quân khác tuyệt đối không có chút kinh ngạc cùng với kỳ quái nào cả hiển nhiên cái đám này trước đó liền đã biết được cái kế hoạch này rồi cái lời nói này mang ý nghĩa phàm là người ở bên trong thuận thiên sơn trang tất cả bây giờ đều trở thành người phàm tứ hoàng tử lưu bình vỗ tay bội phục bội phục hoàng huynh quả nhiên hảo thủ đoạn hắn rong ruổi xa trường nhiều năm tự nhiên biết được sự đáng sợ của các trận pháp nếu không phải những cái thành trì có bình chứng tồn tại hai nước đánh trận chỉ cần tu hành giả là được rồi cần gì phải dùng tới người phàm chứ chân chính vào thành quyết định thắng bại ngược lại chính là những cái tướng sĩ phổ thông kia lúc này mạc ly đi tới ẻo là lên tiếng điện hạ thần thiếp đã tóm cổ minh thế nhân mời điện hạ xử lý nhị hoàng tử đắc ý tươi cười rất tốt sau đó vẻ mặt tự đắc ra lệnh phất tay chặt đi sau khi ra lệnh một tiếng một tên tướng quân bên cạnh đã rút ra bội đào ý đồ muốn chém xuống đột nhiên trương nguyệt tiến về phía trước một bước lớn tiếng nói chậm đã tất cả đám người về đánh ánh mắt nghi ngờ nhìn xem trương nguyệt trương nguyệt cau mày ai dám động tới tứ sư huynh của ta ta sẽ cho người đó đi bán muối ánh mắt nàng mở lớn trong con người co lại quỷ dị hết tập 309. chân thành cảm ơn các bạn đã xem video của sâu hẹn gặp lại trong những video mới tiếp theo nhé